Chào mừng các em đã đến với trang web lờidạyhay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong bài học số 13, Nước Âu Lạc, trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 của bộ sách cánh diều. Câu hỏi đầu tiên cũng chính là câu hỏi mở đầu bài học nằm ở đầu trang sách số 62, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6. Câu hỏi mở đầu có nội dung như sau: An Dương Vương Thế Hùng Vương, quốc danh Âu Lạc, cầm quyền trị dân, được trích trong tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà nước Âu Lạc ra đời và có bước phát triển như thế nào so với nhà nước Văn Lang? Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy chú ý khai thác những thông tin có trong sách giáo khoa nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi này như sau. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, quân Tần đã tiến đánh Văn Lang. Sau khi giành thắng lợi quân Tần năm 208 trước công nguyên, thục phán lên ngôi, xưng là An Dương Vương. Hai vùng đất của người Âu Lạc và Lạc Việt hợp nhất lại thành một nhà nước lấy tên là Âu Lạc. So với Văn Lang, Âu Lạc đã có nhiều sự phát triển hơn, ví dụ như lãnh thổ rộng lớn hơn hay lực lượng quân đội đông, vũ khí đã có nhiều cải tiến. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi mở đầu nằm trong sách giáo khoa trang số 62 của bài 13 rồi. Bài của chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi thú vị. Các em hãy truy cập vào trang web lờidạyhay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em sẽ học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.